Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị xem về cái vườn ươm bông vạn thọ, cũng như là sẽ trả lời một số câu hỏi mà anh chị đã hỏi em vào những cái video trước nha, mà em chưa có thời gian em trả lời hết đó. Thì một chị tên là Thủy Mobile nè, chị này chị gieo hạt giống là bữa 22 tháng 10. Chị hỏi mình là bấm ngọn vào ngày mấy. Thì ở đây thì nếu như là đi một cơ thì chúng ta sẽ canh nó khoảng đâu là 6 cặp lá thì chúng ta bấm nha. Thì nó sẽ rơi từ vào bữa là 25 tháng 11 hoặc là 28 tháng 11 âm lịch nha chị Thủy ha. Rồi một anh tên là Tâm Hoàng 5731 ha. Thì anh này anh hỏi mình là Atonis thì mình phun mấy lần cho bông vạn thọ. Thì Atonis thì nó là thuộc cái dòng thuốc dưỡng, khi mà cái vạn thọ của mình mà nó bị vàng lá ngọn đó là do nó ảnh hưởng từ cái bộ rễ đó. Thì cũng như là mình ở đây là mình có thể là mình giảm nước cũng như là mình xịt dưỡng lại cái thằng Atonis đặng cho cái bông vạn thọ của mình á, cái đọt của nó xanh lại nha mọi người ha. Rồi một bạn tên là Phụng Hoàng này, bạn này bạn hỏi mình á là cây của em đã được 10 ngày tuổi rồi, em có tưới cái phân đáp, vậy chừng nào em tưới lại? Thì ở đây thì cái phân đáp thì mình cũng xin chia sẻ nha, tại vì có nhiều anh chị là nghe không rõ thì sợ là nó quá liều. Thì ở đây đối với cái phân đáp của mình á là 1 kg phân là mình sẽ ngâm cho nó là 5 lít nước, sau đó thì mình sẽ lấy từ 100c để mình pha vô cái thùng dồi là 10 lít nước. Thì ở đây thì cái lượng đáp của mình tưới cho bông vạn thọ các bạn là nó sẽ rất là lỏng và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây của mình. Và định kỳ là mình sẽ tưới là 7 ngày một lần ở trên cái bông vạn thọ của mình để giúp cho vạn thọ của mình là nó được xanh ha. Rồi một bạn tên là User 7S ha, bạn này bạn hỏi mình là bạn gieo vạn thọ bữa mùng 10 tháng 10, gieo sớm, bây giờ em muốn đi hai cơi thì bấm ngày nào? Thì đối với cái miền Bắc thì bạn cứ canh nó khoảng đâu từ 5 đến 6 cặp lá là bạn bấm ha, và cơi hai của nó là nó cách nhau khoảng đâu là 10 ngày, thường là sẽ là đầu tháng 12 âm lịch nha, là cơi hai. Rồi tiếp tục là câu hỏi của cô Yên Nguyễn 2596 ha, là cô gieo vạn thọ vào 16 tháng 10 âm lịch, vậy ngày nào thì mình bấm ngọn? Thì ở đây thì nếu như là bữa 16 thì chúng ta sẽ bấm ngọn vào bữa là 22 tháng 11 âm lịch, và đầu tháng 12 là mình sẽ bấm cho nó là cái cơi hai, khoảng đâu là mùng 2 tháng 12 âm lịch nha cô ha. Hỏi của bạn Sang Võ nè, vạn thọ ban mai gieo được 7 ngày là nó bị chết ngang, là ở đây là do là nó hay bị nấm bệnh nha bạn ha, hoặc là bạn có thể là bạn xịt trúng những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu là nó hay bị ngủm lắm, tại vì cái vạn thọ ban mai nó rất là khó trồng, do đó thì từ khâu giá thể cũng phải rất là kỹ, cũng như là thuốc men nó mẫn cảm với những cái dòng thuốc gì là mình cũng phải biết, ví dụ như là nó mẫn cảm với những dòng thuốc dạng EC thì mình nên né nó ra là được nha anh ha. Tên là Duy Lu, bạn này bạn hỏi mình là cái phân bánh dầu mình ngâm và mình pha cái liều lượng nó như thế nào. Đối với cái phân bánh dầu thì 1 kg là sẽ pha cho nó là 60 lít nước và chúng ta sẽ tưới cho bông vạn thọ của mình ha. Câu hỏi của anh Canh Ngọc nè 2113 hỏi mình là thường là chúng ta vô chậu bông vạn thọ là cái ngày nào? Cái ngày thường của nó là khoảng đâu là từ ngày 8 cho đến ngày 10 tháng 11 âm lịch, là cái ngày đó là chúng ta sẽ ra chậu đối với những anh chị mà đi một cơi ha. Còn những anh chị đi hai cơ là sẽ là đầu tháng 11. Rồi tiếp tục là câu hỏi của anh Canh Ngọc hỏi nè, anh đi cái giá thể là 442 nhưng bây giờ em tưới đáp vô có được hay không? Thì đối với cái phân đáp này á, khi cây của mình còn nhỏ mà mình tưới đáp vô á, khi mà mình trồng vô thì nó sẽ dư cái lượng đạm ra, thành ra cái bộ rễ nó sẽ hư. Ở cái thời gian đầu thì mình sẽ sử dụng hàng rút 2 hoặc là hàng cơm cát hoặc là hàng Atonis để mình kích rễ cho nó, đặng cho cái bộ rễ nó vững ha. Khi mà bộ rễ của nó vững rồi thì cây của mình thì nó sẽ phát triển mạnh. Câu hỏi của anh Toàn Minh 109 ha, N3M tưới cho vạn thọ lên lá có cần xả lại không? Thì ở đây thì bạn cần xả ha, tại vì cái chức năng của nó là nó sẽ giúp cho tạo rễ, tạo mầm, thành ra là bạn nên xả. Câu hỏi của anh là Thuận Em như là vạn thọ được 6 ngày tuổi có cần tưới đáp hay không? Vạn thọ 6 ngày tuổi là cái bộ rễ nó rất là yếu luôn, bây giờ thì mình sẽ dưỡng nó bằng hàng cơm cát nha anh ha. Còn đáp thì đợi nó khoảng đâu là khi mà nó ra được hai cái lá thật rồi đó thì mình có thể là mình đi cho nó một cử loãng nha. Với cái liều lượng như là như em chia sẻ lúc nãy là 100c là pha với là 10 lít nước để mình tưới cho bông vạn thọ thì nó sẽ rất là loãng và nó sẽ có cái chất dinh dưỡng cho cây mình nó ăn. Ở của một bạn tên là Nguyễn Văn Nghi ha, chậu C10 trồng được mấy cây vậy? C10 là thường là 3 cây nha bạn. Một bạn tên là Thanh Phong hỏi nè, vào chậu bữa mùng 8 tháng 11, vậy ngày nào thì mình ngắt ngọn? Thì ngắt ngọn sẽ rơi vào bữa là 28 tháng 11 âm lịch nha bạn ha. Bạn tên là BCT123 hỏi mình là vạn thọ mua chợ thì mình trồng lúc nào? Thì mua chợ thì bạn sẽ mua canh vào cái bữa mà mình ra chậu luôn là bữa lâu đầu mùng 8 tháng 11 ha. Thì bạn có thể là bạn mua cái bông vạn thọ về để mình trồng, để mình ra chậu luôn ha. Tiếp tục là câu hỏi của một bạn hỏi mình là xịt Atonis là mình có xả nước lại hay không? Thì ở đây là không nha mọi người ha.